Trong thứ Sáu ngày 27 tháng 11 hôm nay, Thủ tướng Trudeau nhờ tới quân đội để phân phối vaccine COVID-19. Thủ tướng Trudeau cũng cho biết 542 triệu đô la sẽ được gửi đến các nhóm bản địa để thiết lập các dịch vụ phúc lợi trẻ em. Thành phố Edmonton thành lập Ủy ban ứng phó đại dịch mới để đối phó với các ca bệnh COVID-19 đang gia tăng. Tỉnh Ontario gắn liền tài trợ cho các trường đại học và cao đẳng với nhu cầu của thị trường lao động. Tỉnh đông dân nhất của Canada tiếp tục phá kỷ lục với 1.855 ca bệnh mới. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cảnh báo không nên tiêu thụ thịt đóng hộp bán bởi một người đàn ông ở Prince Edward Island. Tiếp tục điều tra vụ đứa trẻ 1 tuổi bị cho là người cha bắt cóc tử vong do bị trúng đạn. Người cha vẫn nằm ở bệnh viện. Các khu vực GTA nằm ngoài vùng giới hạn, đối mặt với dòng người mua sắm vào ngày Black Friday. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada ngày 27 tháng 11 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thủ tướng Justin Trudeau hôm nay thông báo rằng chính phủ liên bang đã chọn một chỉ huy quân sự cấp cao để lãnh đạo nỗ lực phân phối vaccine COVID-19, chuẩn bị cho một chiến dịch tiêm chủng lớn. Thủ tướng Trudeau cho biết, Thiếu tướng Danny Fortin, tham mưu trưởng hiện tại của Bộ Chỉ huy Hoạt động Chung Canada và là cựu chỉ huy sứ mệnh của NATO tại Iraq, sẽ phụ trách hậu cần và hoạt động vaccine trong một nhánh mới của Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Ngoài hoạt động rộng rãi ở nước ngoài, ông Fortin còn tham gia vào việc lập kế hoạch cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Canada tại viện dưỡng lão mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong mùa hè. Các báo cáo đầy lo ngại của những người lính sau khi làm việc tại đó đã khiến chính phủ liên bang phải soạn thảo các chỉ thị mới về việc chăm sóc người cao niên. Canada đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc triển khai vaccine trên quy mô lớn, nhưng đây sẽ là đợt tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đất nước. Chúng tôi phải tiếp cận tất cả những ai muốn có vaccine, bất kể họ sống ở đâu, Thủ tướng Trudeau nói. Ông Trudeau cũng cho biết chính phủ đang tạo ra một trung tâm mới do quân đội hỗ trợ trong Cơ quan Y tế Công cộng Canada, đó là Trung tâm Điều hành Quốc gia, để giúp điều phối việc triển khai vaccine trong những tháng tới. Các lực lượng vũ trang sẽ hỗ trợ lập kế hoạch và giải quyết những thách thức cấp bách, chẳng hạn như yêu cầu bảo quản lạnh đối với vaccine Pfizer và Moderna. Quân đội cũng sẽ giúp Ottawa tiêm thuốc cho một số cộng đồng bản địa và nông thôn, nơi mà các dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Thủ hiến bang Ontario, Doug Ford, cũng đã chọn một nhà lãnh đạo quân sự, đó là tướng Rick Hillier, cựu quân nhân hàng đầu và là tham mưu trưởng quốc phòng của Canada, để lãnh đạo các nỗ lực phân phối vaccine trong tỉnh. Trong khi chính phủ liên bang đang mua thuốc, các tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ có trách nhiệm đưa thuốc tiêm cho người dân Canada. Ông Hillier nói rằng, bất chấp sự không chắc chắn lớn về thời gian giao hàng, ông đang nhắm xác lập một hệ thống phân phối vào ngày 31 tháng 12. Ông Hillier cho biết, việc bổ nhiệm ông Fortin là một sự phát triển đáng hoan nghênh vì vị tướng này có kinh nghiệm về các công tác triển khai phức tạp. Thủ tướng Trudeau cho biết, việc tiêm chủng cho người dân Canada trước tháng 9 năm 2021 đang ở đúng tiến độ. Chính phủ liên bang hôm nay cũng cho biết chính phủ đang gửi 542 triệu đô la cho các nhóm bản địa để giúp họ thiết lập các dịch vụ phúc lợi cho trẻ em và gia đình, Thủ tướng Justin Trudeau thông báo hôm thứ Sáu. Chính phủ Canada đã hứa sẽ chuyển quyền kiểm soát các dịch vụ trẻ em và gia đình cho các cơ quan quản lý bản địa để họ không cần phải dựa vào người ngoài để bảo vệ trẻ em trong các cộng đồng First Nations, Inuit và Métis. Vào năm 2019, Quốc hội đã thông qua luật cải cách hệ thống, yêu cầu trẻ em trong khu vực dự trữ phải được tiếp cận với các dịch vụ bình đẳng như những người sống ở ngoài khu vực dự trữ. Luật pháp cũng thừa nhận rằng quyền tự lập chính phủ theo hiến pháp của người bản địa bao gồm quyền điều hành các cơ quan phúc lợi của riêng họ. Chúng tôi đang giữ lời hứa cung cấp cho họ sự hỗ trợ mà họ cần để giữ trẻ em trong gia đình và cộng đồng của chúng, để chúng có thể lớn lên được bao bọc bởi sức mạnh văn hóa của chúng, để đạt được tiềm năng đầy đủ của chúng, Thủ tướng Trudeau nói. Các cơ quan bảo vệ trẻ em thường tách rời trẻ em bản địa không chỉ khỏi cha mẹ chúng mà còn ra khỏi cộng đồng của chúng hoàn toàn khi nhân viên quyết định rằng bọn trẻ không được an toàn, thường là do thiếu kinh phí khiến chúng không còn nhiều lựa chọn khác. Điều đó đã làm tan vỡ các gia đình và làm tổn thương mối liên hệ của trẻ em với di sản của chúng.
Các số liệu điều tra dân số liên bang cho biết, trẻ em bản địa chiếm hơn một nửa số trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng trên khắp đất nước, mặc dù tỷ lệ trẻ em ở Canada là ít hơn 8%. Đằng sau những con số kinh hoàng này có những đứa trẻ thực sự, những câu chuyện thực sự và khủng khiếp, Bộ trưởng Dịch vụ Bản địa Mark Miller cho biết hôm thứ Sáu trong một cuộc họp báo riêng. Khoản tiền mới dành cho mọi thứ, từ nghiên cứu và tư vấn chuyên gia đến tham vấn về cách các chính phủ bản địa sẽ thiết lập và điều hành các dịch vụ gia đình và trẻ em của chính họ, cũng như hỗ trợ các cuộc đàm phán của họ với chính quyền cấp tỉnh và liên bang. Ở tỉnh Alberta, một nhóm các bác sĩ ở Edmonton đã thành lập một ủy ban ứng phó đại dịch mới để đối phó với các ca bệnh COVID-19 đang gia tăng. Ủy ban đại dịch chiến lược COVID-19 mới được thiết kế bởi Hiệp hội Nhân viên Y tế vùng Edmonton, EZMSA, đại diện cho khoảng 1.700 bác sĩ. Chủ tịch của Hiệp hội Nhân viên Y tế vùng Edmonton, tiến sĩ Ernst Schuster, cho biết ủy ban đã được thành lập để theo dõi sức khỏe cộng đồng, hệ thống y tế và phản ứng của chính phủ ở Alberta, nghiên cứu và đề xuất hướng dẫn y tế, cũng như cung cấp thông tin công khai và tư vấn y tế cho người dân Alberta. Việc này cũng thể hiện mối lo ngại rằng niềm tin vào chính phủ và thậm chí là mối quan hệ giữa cơ quan y tế và chính phủ đã bị sứt mẻ phần nào. Ủy ban cho biết lãnh đạo y tế sẽ được yêu cầu khi tỉnh có hơn 1.500 ca bệnh hàng ngày và khi con số này tăng trưởng theo cấp số nhân. Lãnh đạo cũng sẽ đối phó với nguy hiểm của việc lưu hành thường xuyên thông tin không chính xác. Ủy ban cho biết họ sẽ xem xét tất cả các yếu tố và bằng chứng trong việc cung cấp cho người dân Alberta lời khuyên y tế, công bằng, khách quan và không bị ảnh hưởng bởi chính trị đảng phái hoặc xung đột cá nhân. Tiến sĩ James Talbot và tiến sĩ Noel Gibney sẽ đồng chủ tịch ủy ban. Ông Talbot là cựu giám đốc y tế của chính phủ Alberta từ năm 2012 đến năm 2015. Trong khi đó, thì ông Gibney là bác sĩ chăm sóc đặc biệt và giáo sư danh dự của Đại học Alberta. Chính phủ Ontario hôm nay công bố chính sách mới về việc điều chỉnh số tiền tài trợ của tỉnh cho các cơ sở giáo dục sau trung học dựa trên chất lượng đào tạo của các trường này. Tuy nhiên, chính sách này sẽ được trì hoãn thực hiện trong 2 năm nữa do các trường học vẫn phải đang đối phó với các tác động của đại dịch. Chính phủ cho biết mục tiêu của họ là làm cho các cơ sở giáo dục sau trung học đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động. Trong đó, một phần đáng kể số tiền tài trợ của tỉnh cho các trường đại học và cao đẳng phụ thuộc vào kết quả của sinh viên thay vì số lượng học sinh như trước đây. Các trường và tổ chức giáo dục sẽ được đánh giá trên 10 thước đo. Đáng chú ý bao gồm tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh có việc làm sau tốt nghiệp và sự tham gia của cơ sở giáo dục với cộng đồng, cũng như kinh phí nghiên cứu, cơ hội học tập thông qua thực hành và thu nhập sau đại học. 10 thước đo này được chính phủ chia thành những nhóm nhỏ như thứ nhất là kỹ năng và kết quả công việc và thứ hai là tác động kinh tế và cộng đồng. Chính sách này sẽ được thực hiện dần dần và có nghĩa là vào năm 2025, tới 60% nguồn tài trợ của chính phủ sẽ phụ thuộc vào các thước đo trên. Theo Bộ các trường cao đẳng và đại học, chính sách này mang tính trung lập về mặt tài chính và sẽ không tiết kiệm tiền cho chính phủ. Việc chuyển sang tài trợ dựa trên hiệu suất đào tạo thực ra đã được công bố lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2019. Nó tạm thời bị gác lại vào mùa xuân năm nay khi tỉnh và các trường sau trung học đang phải đối phó với những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra. Do đó, chính sách này sẽ không được thực hiện đầy đủ cho đến năm 2022. Tỉnh Alberta trước đó cũng có công bố kế hoạch giới thiệu mô hình tài trợ dựa trên hiệu suất đào tạo vào năm 2020, nhưng do đại dịch tỉnh này cũng đã quyết định tạm dừng. Các tổ chức không đạt được các mục tiêu hoạt động của họ sẽ thấy nguồn tài trợ của họ bị thu hẹp tùy theo mức độ kém hiệu quả của họ, theo Bộ các trường cao đẳng và đại học. Nguồn vốn không được chi tiêu do không đạt được mục tiêu sẽ được phân bổ lại cho các trường và tổ chức khác, Bộ cho biết thêm. Ngoài ra, thì các trường và tổ chức sau trung học từ năm 2022 cũng sẽ phải công bố dữ liệu tổng hợp về lương của giảng viên và hoạt động làm việc của giảng viên trên trang web của họ. Chi tiết của những yêu cầu đó sẽ được thảo luận với các trường và tổ chức trong năm tới. Tuy nhiên, đảng đối lập của Ontario, đảng NDP, tin rằng việc chuyển sang tài trợ dựa trên hiệu suất đào tạo sẽ làm tổn thương với học sinh và gây tổn hại đến danh tiếng của các trường sau trung học của Ontario.
Chính sách này cũng bị chỉ trích bởi các hiệp hội giảng viên và các nhóm sinh viên, đặc biệt là khi các thước đo như tỷ lệ việc làm có thể dao động nhiều hơn bình thường do tác động kéo dài của đại dịch. Trung bình thì Ontario chi khoảng 5.2 tỷ đô la để tài trợ cho các tổ chức đào tạo sau trung học, nhưng đó chỉ là một phần trong doanh thu hoạt động của các tổ chức này. Các trường cao đẳng và đại học cũng thu được một nguồn tài chính đáng kể từ học phí của sinh viên và các dịch vụ phụ trợ như dịch vụ ăn uống, nhà ở và tiền cho thuê cơ sở vật chất. Cập nhật tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối thứ Sáu, Canada báo cáo thêm 5.964 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca tại Canada đứng ở mức 359.064 trường hợp. Trong số đó thì có 58.974 trường hợp còn bệnh, có 11.894 tử vong cho đến nay. Tỉnh Ontario đã báo cáo thêm 1.855 ca COVID-19 mới, một con số cao kỷ lục hôm nay và thêm 20 ca tử vong. Các quan chức cho biết sẽ mất ít nhất 2 tuần trước khi các lệnh cấm mở cửa đang được áp dụng ở Toronto và vùng Peel có bất kỳ ảnh hưởng rõ ràng nào đến số ca bệnh của tỉnh. Trong số ca bệnh mới báo cáo hôm thứ Sáu, có 517 ca là ở vùng Peel, 494 là ở Toronto, 189 ở vùng York. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu, Thủ hiến Ford cũng đề cập đến cuộc biểu tình chống khóa cửa của thành viên Quốc hội tỉnh MPP Randy Hillier của khu vực Kingston bên ngoài Queen's Park hôm thứ Năm. Ông Ford nói, tôi nghĩ rằng việc ông Randy Hillier làm là hoàn toàn vô trách nhiệm. Ông cho biết tỉnh có trách nhiệm bảo vệ người dân Ontario, ngay cả khi họ chống lại vaccine hay chống lại khẩu trang. Thủ hiến cũng tiếp tục kêu gọi những người biểu tình bên ngoài nhà của ông gần như hàng ngày, nói rằng hàng xóm của ông đã bị dọa nạt và đe dọa. Thủ hiến Ford nói, bạn không nhắm mục tiêu những người hàng xóm và gia đình của họ, đừng làm như một trò hề nữa. Tỉnh Quebec đã báo cáo thêm 1.269 ca nhiễm COVID-19 mới và 38 ca tử vong trong ngày thứ Sáu. Tỉnh Alberta thì báo cáo 1.227 ca nhiễm COVID-19 mới và 9 ca tử vong vào hôm thứ Sáu. Hôm nay là ngày cuối cùng của các lớp học tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Alberta. Người dân đã bắt đầu chờ đợi xem các biện pháp mới của chính phủ sẽ có tác động gì với đợt bùng phát COVID-19 trong tỉnh. Bắt đầu thứ Hai, tất cả học sinh lớp 7 đến lớp 12 sẽ học trực tuyến cho đến ngày 11 tháng Giêng. Các cuộc tụ họp xã hội trong nhà bị cấm. Các cuộc tụ họp ngoài trời chỉ giới hạn ở 10 người và việc tiếp cận một số cơ sở kinh doanh sẽ bị hạn chế, trong khi khẩu trang sẽ là bắt buộc tại các nơi làm việc trong nhà ở Edmonton và Calgary. Casey Matthew, Bộ trưởng Tư pháp của Alberta, cho biết hôm thứ Sáu rằng tỉnh đang trao quyền cho 700 nhân viên hòa bình để giúp thực thi các lệnh y tế công cộng COVID-19. Matthew cho biết tiền phạt do vi phạm các quy tắc có thể từ 1.000 đến 100.000 đô la trong những trường hợp nghiêm trọng mà phải đưa ra tòa. Trong khi đó, thì 911 ca COVID-19 mới đã được xác nhận ở British Columbia và 11 người nữa đã tử vong, cán bộ y tế tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry thông báo hôm nay. Bản cập nhật hôm thứ Sáu cũng nhắc tới 3 đợt bùng phát mới trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trước đó cùng ngày thứ Sáu, sân bay Vancouver đã công bố một dự án thí điểm thử nghiệm nhanh. Họ kêu gọi du khách tình nguyện làm xét nghiệm nhanh trước khi khởi hành trên các chuyến bay nội địa. Dự án do UBC và Providence Healthcare đồng điều hành, đồng thời được tài trợ bởi sân bay Vancouver và WestJet với hy vọng là tìm hiểu liệu thử nghiệm nhanh ở sân bay có giá trị chính xác hay không. Một báo cáo mới của Tổ chức Sức khỏe Phụ nữ BC phát hiện rằng phụ nữ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 nhiều hơn là nam giới vì họ có nhiều khả năng làm việc ở các vị trí tiếp xúc với công chúng và gánh thêm trách nhiệm gia đình khi đại dịch ngày càng diễn ra sâu rộng. Chính phủ Manitoba đã cảnh báo người dân vào ngày Black Friday tuần này nên tuân theo các lệnh y tế công cộng nếu không sẽ tiếp tục làm số ca mắc COVID-19 gia tăng, gây áp lực đến hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong khi có 344 ca bệnh mới được công bố hôm thứ Sáu đã giảm so với 383 ca được báo cáo một ngày trước đó. Như Giám đốc Y tế Công cộng của tỉnh cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang bị quá tải. Tiến sĩ Brent Rusin cho biết, mặc dù chúng ta không thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng, nhưng chúng ta đang ở trong tình trạng không thể duy trì được. Tỉnh cũng báo cáo có 14 trường hợp tử vong mới vào thứ Sáu.
Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 329 ca mới và 4 ca tử vong. Một loạt các biện pháp y tế công cộng mới hiện đang có hiệu lực ở tỉnh này, bao gồm không quá 30 người được phép tụ tập bên trong các địa điểm công cộng. Các cửa hàng bán lẻ lớn được giới hạn ở nửa sức chứa và không quá 4 người có thể ngồi cùng nhau tại một quán bar hoặc nhà hàng. Tại bờ đại Tây Dương, Canada, New Brunswick đã báo cáo 12 ca COVID-19 mới, trong khi Newfoundland có 4 ca nhiễm mới và Nova Scotia có 9 ca mới. Prince Edward Island không có ca nhiễm mới nào ngày hôm nay. Bắt đầu từ thứ Hai, nhân viên và học sinh lớp 10 tới lớp 12 sẽ phải đeo khẩu trang bên trong trường học, kể cả khi ngồi vào bàn học, ngoại trừ lúc ăn uống. Vùng lãnh thổ Nunavut đã báo cáo 4 ca nhiễm mới hôm nay. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cảnh báo không nên tiêu thụ thịt đóng hộp được bán bởi một người đàn ông ở Prince Edward Island. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada đã đưa ra cảnh báo về việc tiêu thụ thịt bò và thịt gà được đóng hộp bởi một người đàn ông ở Prince Edward Island. Những sản phẩm này được bán ở các trang quảng cáo trên các tờ báo của tỉnh. Cơ quan này cho biết các sản phẩm thịt do Robert Wade ở vùng Ticknish PEI làm ra có nguy cơ gây ngộ độc. Họ nói rằng không nên tiêu thụ các loại thịt được bán trong các hộp 500ml mà không có nhãn mác kể từ ngày 26 tháng 11. Kết quả kiểm tra của cơ quan cho thấy sản phẩm này cho phép sự phát triển của vi khuẩn gây ngộ độc. Trong thông báo, cơ quan này cho biết thực phẩm bị nhiễm độc có thể không nhìn giống như bị hư hoặc có mùi nhưng vẫn có thể dẫn đến bệnh. Các triệu chứng ở người lớn bao gồm liệt cơ mặt, đồng tử không hoạt động, khó nuốt, mí mắt sụp hoặc tầm nhìn bị mờ, khó nói hoặc kể cả nói lắp và thay đổi âm thanh giọng nói. Cơ quan cho biết trong lời khuyên cảnh báo, ở trẻ em, các triệu chứng có thể bao gồm khó nuốt, nói lắp, suy nhược toàn thân và liệt. Cơ quan này cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra về an toàn thực phẩm có thể dẫn đến việc thu hồi các sản phẩm này. Ở tỉnh bang Manitoba, những nhân viên chăm sóc tuyến đầu ở tỉnh Manitoba sẽ nhận được thêm $5 cho mỗi giờ họ làm việc hoặc sẽ làm việc từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 10 tháng 1 năm sau. Các trợ lý chăm sóc sức khỏe và nhân viên dọn phòng cùng với các nhân viên dịch vụ và giải trí trực tiếp làm việc tại viện dưỡng lão hoặc trong các dịch vụ phúc lợi trẻ em đều có thể đăng ký tham gia chương trình. Chương trình hỗ trợ lương cho người chăm sóc mới được công bố cũng nhắm tới những người làm việc trong các trại tạm trú dành cho người vô gia cư, các trại tạm trú ngăn ngừa bạo lực gia đình và các dịch vụ dành cho người khuyết tật. Để đủ điều kiện được tăng lương, người này phải kiếm được ít hơn $25 một giờ. Hai kỳ nộp đơn cho chương trình sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 và ngày 18 tháng 1 năm 2021. Trợ cấp sẽ được chính quyền tỉnh bang trả trực tiếp cho người lao động thành hai khoản riêng biệt trong những tuần sau khi mỗi kỳ nộp đơn kết thúc. Hơn 20.000 nhân viên chăm sóc trên toàn tỉnh có thể đăng ký chương trình. Tổng chi phí của phúc lợi là $35 triệu được phân chia giữa chính phủ liên bang và tỉnh. Ở Toronto, Ontario, kế hoạch cho trung tâm Rogers tạm dừng trong bối cảnh đại dịch. Rogers Communications cho biết họ đang xem xét tương lai của sân vận động ở Toronto này trước đại dịch COVID-19, nhưng virus đã khiến họ phải tạm dừng các kế hoạch đó. Công ty viễn thông và chủ sở hữu của đội bóng chày Blue Jays cho biết, trọng tâm chính của họ trong năm nay là giữ an toàn cho nhân viên và duy trì hoạt động, và họ không có cập nhật về sân vận động Rogers Centre. Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ Globe and Mail đưa tin hôm thứ Sáu rằng Rogers và Brookfield Asset Management đang tìm cách phá bỏ sân vận động. Đây là một phần của một dự án phát triển lớn hơn. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, tờ Globe and Mail cho biết hai công ty sẽ xây dựng một sân vận động mới có kích thước bằng một nửa ở phần phía nam của địa điểm hiện tại và sử dụng phần đất còn lại cho căn hộ nhà ở, cao ốc văn phòng, cửa hàng và không gian công cộng. Brookfield từ chối bình luận về vấn đề này. Trung tâm Rogers trước đây được gọi là Skydome, mở cửa vào năm 1989 và có hơn 53.000 chỗ ngồi. Thượng nghị sĩ Murray Sinclair sẽ nghỉ hưu ở Thượng viện để làm công việc cố vấn các luật sư trẻ về luật bản địa và tập trung viết hồi ký của mình.
Ông Sinclair cho biết, kể từ khi làm việc với Ủy ban Sự thật và Hòa giải, chúng tôi đã thấy sự thay đổi trong cách đất nước hiểu và nói về các trường học dân cư và các vấn đề bản địa ở Canada. Tôi rời Thượng viện và cảm thấy hạnh phúc với cách mọi thứ đang tiến triển và biết rằng việc hòa giải sẽ mất nhiều thời gian. Tôi sẽ tiếp tục làm việc này cho đến cuối đời. Ông Sinclair, người sẽ chính thức rời phòng đỏ, Red Chamber, vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, là thẩm phán bản địa đầu tiên ở Manitoba và là thẩm phán bản địa thứ hai được bổ nhiệm ở Canada. Ông đã làm việc trong hệ thống tư pháp ở tỉnh đó hơn 25 năm, là đồng chủ tịch của cơ quan điều tra công lý của thổ dân ở Manitoba và là ủy viên trưởng của Ủy ban Sự thật và Hòa giải. Được bổ nhiệm vào Thượng viện vào ngày 2 tháng 4 năm 2016, ông đã làm việc để bảo vệ các ngôn ngữ bản địa, quyền lợi trẻ em và thiết lập Ngày Quốc gia vì Sự thật và Hòa giải. Ông Sinclair là trợ giảng luật tại Đại học Manitoba và đã giành được giải thưởng Thành tựu Thổ dân Quốc gia cùng với giải thưởng Bình đẳng của Hiệp hội Luật sư Manitoba và giải thưởng Cống hiến xuất sắc. Khám nghiệm tử thi dự kiến cho đứa trẻ 1 tuổi chết vì vết thương do súng bắn, người cha vẫn nằm ở viện Toronto. Sĩ quan OPP, người cũng bị thương nặng trong sự cố ở Lindsay, Ontario, đang trong tình trạng ổn định. Đơn vị điều tra đặc biệt của tỉnh SIU đang yêu cầu công chúng tiếp tục kiên nhẫn khi họ điều tra các tình huống của một vụ việc đã xảy ra gần Lindsay, Ontario vào thứ Năm, nơi một em bé 1 tuổi bị giết và cha của cậu bé và một sĩ quan cảnh sát tỉnh Ontario OPP bị thương. Trong một thông cáo vào chiều thứ Sáu, SIU cho biết khám nghiệm tử thi của đứa trẻ sẽ được thực hiện vào sáng thứ Bảy tại Toronto. Theo SIU, cậu bé chết vì vết thương do đạn bắn, nhưng không rõ ai là người đã bắn trúng em. SIU đánh giá cao sự quan tâm của công chúng đối với vụ án thương tâm này và đang làm những gì có thể để đưa ra câu trả lời cho công chúng càng nhanh càng tốt, trong khi bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra không bị tổn hại, cơ quan giám sát của cảnh sát tỉnh cho biết trong một tuyên bố. Vụ việc xảy ra tại thành phố Kawasa Lake thuộc khu vực đường Pigeon Lake Road, còn được gọi là Kawasa Lakes Road 17. Khu vực này cách Toronto khoảng 130 km về phía đông bắc. Tại một cuộc họp báo chiều thứ Năm, phát ngôn viên của SIU Monica Hudon cho biết các sĩ quan OPP đã được báo rằng một người cha đã bắt cóc con trai mình từ khu đô thị Trent Lakes. Hudon cho biết các cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe pickup truck trên đường Sturgeon Road và cố gắng ngăn chặn nó. Đó là khi chiếc xe pickup truck này va chạm với một chiếc xe tuần dương của OPP và một xe khác trên đường Pigeon Lake. Một sĩ quan OPP được cho là đang đứng bên ngoài xe của anh ta vào thời điểm đó đã bị thương nặng trong vụ va chạm này. Ba sĩ quan đã bắn vào tài xế 33 tuổi. Người đàn ông bị bắn đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. SIU cho biết hôm thứ Sáu, cha của đứa trẻ đang ở một bệnh viện ở Toronto. Sĩ quan OPP bị thương nặng cũng đang ở bệnh viện trong tình trạng ổn định. Tom Dexixio, sống ở Bobcaygeon, nói với CBC News rằng vào khoảng từ 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ sáng thứ Năm, một người phụ nữ, đứa con 3 tuổi và mẹ chồng của người phụ nữ này chạy ngang qua sân ván deck của ông đến cửa sau và xin được cho vào. Họ trong tình trạng hỗn loạn, vì vậy chúng tôi đã cho họ vào, ông nói. Họ đã liên lạc với cảnh sát và vài giờ sau đó các cảnh sát đã đến nhà ông ta. Cảnh sát đến và thông báo với người phụ nữ rằng con trai nhỏ của cô ấy đã qua đời. Dexixio nói, thật là khủng khiếp. Các nhà điều tra của SIU cho biết họ đã thu thập được 3 khẩu súng do cảnh sát cấp từ hiện trường vụ việc. Chúng sẽ được gửi đến Trung tâm Khoa học Pháp y để phân tích. Một khẩu súng ngắn cũng được tìm thấy trong xe pickup truck và các nhà điều tra đang trong quá trình thu giữ nó, theo bản tin. Chiếc xe pickup truck cũng sẽ được gửi đến Trung tâm Khoa học Pháp y để khám nghiệm. SIU đã xác nhận được 3 sĩ quan đang bị điều tra liên quan đến vụ việc. Ngoài ra còn có 13 nhân chứng có liên quan đến vụ việc, đơn vị cho biết. 2 nhân chứng dân sự cũng đã được phỏng vấn, theo thông cáo. SIU yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về vụ việc liên hệ với điều tra viên chính theo số 1-800-787-8529 và yêu cầu bất kỳ ai có thể có video về những gì đã xảy ra tải nó lên thông qua trang web của SIU. Chủ sở hữu của Adamson Barbecue đã được tại ngoại sau khi bị bắt.
chủ một cửa hàng đồ nướng ở Etobicoke, sau khi cố gắng mở cửa phục vụ ăn uống tại chỗ 3 ngày liên tiếp, đã được tại ngoại vào thứ Sáu với mức tiền bảo lãnh là 50.000 đô la. Adam Scully, chủ cửa hàng Adamson Barbecue, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc sau khi vi phạm các quy định về sức khỏe do thành phố Toronto và tỉnh áp đặt. Theo lời cảnh sát, thì Scully đã bị bắt hôm thứ Năm sau một vụ náo động bên ngoài nhà hàng. Ông ta sẽ ra hầu tòa một lần nữa vào ngày 4 tháng 1. Bất chấp động cơ vi phạm pháp luật của Scully, những người ủng hộ ông vẫn giữ vững tinh thần. Tính đến sáng thứ Sáu, một tài khoản gây quỹ trên trang GoFundMe được tạo ra để vinh danh Scully đã thu được hơn 170.000 đô la với khoảng 3.000 người quyên góp. Con số này đang tiếp tục gia tăng. Các cảnh sát cũng bắt giữ ông Michael Bellito Arena, 27 tuổi, ở Markham, người phải đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có 6 tội danh hành hung cảnh sát. Cả hai người đàn ông đã được ban hành một lệnh triệu tập dưới tội danh không tuân thủ đạo luật mở cửa lại của Ontario. Black Friday thường đồng nghĩa với việc mua sắm điên cuồng, các cửa hàng đông đúc và xếp hàng dài. Tuy nhiên, người dân ở Toronto và vùng Peel, các vùng vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, sẽ thấy một chút khác biệt vào năm nay. Trong khi đó, thì các khu vực khác trong vùng GTA không bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa, lại đang chuẩn bị tiếp đón một lượng lớn người mua sắm, đặc biệt là ở các trung tâm mua sắm. Các trung tâm mua sắm và cửa hàng sẽ mở cửa bán hàng vào Black Friday ở Halton, Durham và vùng York. Có những lo lắng rằng người dân ở Toronto và Peel có thể ra khỏi khu vực của mình và thực hiện việc mua sắm ở đây. Nhiều người đã xếp hàng bên ngoài trung tâm mua sắm Vaughan Mills trong vài giờ trước khi nó mở cửa lúc 8 giờ sáng. Tuy nhiên, sự vội vã điên cuồng như mọi năm có vẻ đã không xuất hiện. Người mua sắm đi vào một cách trật tự và dưới sự giám sát của các nhân viên an ninh, những người có trách nhiệm bảo đảm khoảng cách an toàn giữa những người mua sắm và cũng như tuân thủ luật đeo khẩu trang. Các quan chức y tế vùng York cũng đang tăng cường các nỗ lực kiểm tra để bảo đảm các quy tắc y tế công cộng được tuân thủ. Các sĩ quan từ lực lượng đặc nhiệm khu vực sẽ đến thăm các trung tâm thương mại, cửa hàng lớn, nhà hàng và phòng tập thể dục. Thị trưởng Markham Frank Scapiti là một trong số các nhà lãnh đạo thành phố bày tỏ quan ngại. Ông yêu cầu những người từ bên ngoài vùng York không đến thăm thành phố của mình. Mặc dù ông thừa nhận rằng ông không thể làm gì nhiều với những người mua sắm xuyên biên giới. Ông cho biết thành phố không cấm các nhà bán lẻ thực hiện các chiến lược khuyến mãi, nhưng việc bán hàng giảm giá vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng. Các doanh nghiệp không tuân thủ sẽ bị phạt và người tái phạm có thể bị đóng cửa. Có 32 cuộc thanh tra được tiến hành vào cuối tuần trước, dẫn đến 22 cáo buộc tại 19 cơ sở kinh doanh trong khu vực. Đồng đô la Canada đã tăng thêm mức tăng hàng tuần khi chứng khoán tăng. Đồng đô la Canada tăng lên mức cao nhất gần 3 tuần so với đồng bạc xanh vào thứ Sáu khi chứng khoán Mỹ tăng sau kỳ nghỉ lễ tạ ơn và Thống đốc Ngân hàng Canada Tiff Macklem hoan nghênh tin tức gần đây về tiến độ vaccine COVID-19. Đồng đô la Canada được giao dịch cao hơn 0,2% ở mức 1,2983 so với đồng bạc xanh hoặc 77,02 sen Mỹ. Chạm mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 9 tháng 11 ở mức 1,2976. Đồng tiền này đang trên đà tăng 0,9% trong tuần khi đô la Mỹ giảm trên diện rộng. Ông Macklem cho biết nền kinh tế Canada có thể phục hồi nhanh hơn dự kiến nếu chi tiêu của người tiêu dùng tăng vọt sau khi vaccine cho coronavirus đạt thành công. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế suy yếu trong làn sóng nhiễm bệnh thứ hai, ông Macklem chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương có thể tiếp tục cắt lãi suất vốn đã ở mức thấp kỷ lục. Quyết định chính sách của Ngân hàng Canada sẽ được đưa ra vào ngày 9 tháng 12. Canada giữ thâm hụt tài khoản vãng lai và là một nước xuất khẩu hàng hóa, bao gồm dầu. Vì vậy, đồng tiền Canada có xu hướng nhạy cảm với dòng chảy thương mại và vốn toàn cầu. Dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã giảm gần 1% ở mức 45,26 đô la Mỹ một thùng vào thứ Sáu, nhưng vẫn đi đúng hướng để tăng 4 tuần liên tiếp trước cuộc họp của OPEC vào đầu tuần sau. Lợi tức trái phiếu chính phủ Canada có nhiều giá trị lẫn lộn, với lợi tức trái phiếu hạn 10 năm gần như không đổi ở mức 0,688%. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay thì đồng đô la Canada bằng 0,7701 đô la Mỹ theo Bank of Canada. Trong khi đó thì giá vàng lao dốc trong khi giá đồng tăng cao.
vì sự lạc quan về vaccine thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch ngày càng tăng. Giá đồng đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm tại London, trong khi vàng trượt xuống dưới 1.800 đô la Mỹ một ounce lần đầu tiên kể từ tháng 7. Việc bán tháo tăng nhanh đẩy vàng qua mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Tốc độ suy giảm của vàng tăng khi các nhà đầu tư tiếp tục chuyển sang các tài sản rủi ro hơn để tìm kiếm lợi nhuận từ sự phục hồi sau đại dịch. Sự khác biệt này nhấn mạnh việc các nhà đầu tư ngày đang quay lưng lại với vàng, vốn được coi là thiên đường trong thời kỳ căng thẳng kinh tế. Nhà đầu tư quay lại ủng hộ đồng, được coi là trụ cột cho nền kinh tế toàn cầu và là một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng carbon thấp. Giá vàng đang hướng tới đợt giảm thứ ba hàng tuần, giảm 13% so với mức cao kỷ lục trong tháng 8. Đồng tăng giá ngày thứ tư và các kim loại công nghiệp khác leo thang, trong khi chứng khoán toàn cầu đang trên đà kết thúc tháng tốt nhất được ghi nhận trong vòng 20 năm qua. Giá trị cổ phiếu của các nhà sản xuất đồng toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2013, dẫn đầu là Teck Resources, Vale and Antofagasta. Vàng giao ngay giảm 1,5% xuống còn 1.788,53 đô la Mỹ một ounce vào lúc 2 giờ 05 chiều ở New York. Vàng giao tháng 2 giảm 1,3% xuống còn 1.788,10 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó thì bạc đã giảm 3,6%. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 27 tháng 11 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống nhé. Xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để chương trình có thể tiếp tục được thực hiện. Rất mong tiếp tục được nhận các ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và may mắn. Chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.